Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi chợ. Chợ này Trailer Joe nha. Buổi tối tới đây quay sơ cho anh em xem đây chỗ ban đêm như thế nào ha. Ok, bây giờ vô chợ đây. Đây là artiso với bọc này. Cái này là chicken broth nè. Lấy cái này ha. Ok nè. Về để dành cái này ăn lẩu này kia đó. Bỏ vô. Vô chợ này so far mua cam, chuối organic. Cái này là artichoke. Đây là mấy trái chanh nha. Ok. Giờ đi lấy sữa. Ở đây họ bán rất là nhiều chi nha. Chỗ Trailer Joe nè, từ đây dài xuống dưới luôn, đủ loại chi khác nhau. Ở đây luôn, lên trên này dòng xuống quá trời. Nhiều loại lắm. Cái chi này nè, giống như trong cái cartoon thấy không? Tom and Jerry đó, có lỗ lỗ nè. Cho con Tom and Jerry ăn nè. Đây là con, đủ loại luôn. Quá trời nhiều. Đồ chi này cũng ngon lắm nè. Ngọt ngọt nha, để chét vô trong bánh mì này kia. Còn đây nè, loại này nữa nè. Hấp dẫn không? Nhiều loại khác nhau lắm. A lot. Lấy bọc này ha. Ok, đây là những đồ mua đằng kia, tối quá chắc anh em nhìn không thấy đâu. Mua thêm bình sữa với nguyên một cái giỏ nè. Để chân dần. Ở trong này bán có cái giỏ này kia nhìn đẹp đẽ lắm nha. Trailer Joe. Bánh trái gì, chuối, chiếc gì trong này quá trời. Chuối. Chuối này là organic nha. Chuối rồi tùm lum tùm la dưới chân này, dưới này cho coi nha. Tối quá nhìn không thấy luôn. Rồi thôi. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi chợ rồi mình đi coi nhà này kia tùm lum tà la hết. Bây giờ đi đổ xăng trước ha. Vậy đổ xăng rồi sau khi đó đi coi nhà múc lên trên kia. Ok. Cái xe này của mình nó không có nắp đậy nha. Đổ xăng sau khi đó còn chạy lên tới chợ nữa. Rồi này kia. Đây cây xăng nha. Hôm nay giá xăng ở đây nhiều nè. Đây là giá xăng của ngày hôm nay nè, để zoom rần vô một chút xíu nha. 2 đồng 29 cent thôi. Here we go. Here we go, quick trip. Đang chạy nha. Đi tùm lum tà la hết. Rồi bây giờ có duyên chút gặp nha. Rồi xong rồi. 20 đồng thôi. Đổ 20 đồng.
cái game này nè, lâu lắm rồi chưa chơi ha. Hôm nay thấy nó bán mua một cái chơi cho vui nha. Hy vọng là sắp tới chúng này kia được mấy đồng đổ xăng cho vui nha. Ok, để hồi cạo coi có chúng gì không. Giờ chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu nha. Chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu đây. Lòng xe quá. Yeah, you go. Có một chỗ con ta phải đây. Ok, thôi vô chợ đi, chúc gặp nha. Tủ lạnh, máy giặt. Tủ lạnh này nhìn cũng đã lắm nha, rộng rãi lắm nè. Mở ra rồi đó, nó bự vậy đó. Đã không? Ở đây có thể để sữa này kia. Để sữa, để nước lạnh này kia. Nhưng mà thấy này cũng bất tiện đúng không? Tại để vậy. Đóng cửa lại nè, mọi người nhìn thấy nha, đóng cửa lại ha. Rồi đóng cửa này lại. Ở chỗ này đèn nó không cháy gì hết. Ở dưới này là để đồ đông đá này chứ. Đây nè. Not bad here. Đây là máy giặt. Đây là mua được ở trong chợ này á, trứng, trứng nâu nha. Trứng mua bánh croissant bự bành trắng luôn. Cái này là loại cũng mới lắm này ha. Cái cherry đó, cherry phơi khô, ăn chắc ngon lắm. Mua thử ăn được, lần sau lại mua nhiều ha. Mấy trái cherry phơi khô, nó nhìn về nha. Còn đây là cái mới nè, sầu riêng phơi khô, dĩ tợn chưa. Bán này cũng mắc lắm á, 10 đồng, 11 đồng rồi đó. Đây là sữa ha, mua thêm mình sữa uống. Coffee made. Cái này là để cho cà phê á, bỏ vô cà phê này kia. There you go, that's it. Ok, thôi mình đi đây. Trên đường đi á, quay phim á, nhìn thấy tối thui à, tại quay vào ban đêm đó, rồi tới chỗ khu nhà mà muốn coi đó. Chỗ đó cũng tối thui luôn, cho nên là không quay về, không có thấy gì hết trơn đó. Có gì lần sau đó, để mình đi ban ngày rồi sẽ quay cho anh em xem ha. Anh em thấy cái thiết kịch này ha. Thiết kịch này đó là hồi sớm mình đi đổ xăng đó mình mua để mà chơi coi có hên chúng gì không ha. Thiết kịch này á, thì nó tính kiểu vậy nè, là gần chút cho mọi người xem nha. Ở đây thấy chữ không, dưới tỷ nhưng mà chúng được 3 chữ á, là được 3 đồng, 4 chữ là được 5 đồng. Có thể nhân lên cả chừng 30 lần. Đây. Nếu mà cái hình ông này á, ở đây á, là 30 lần,
hoặc là hình con chó, hình chiếc xe này nọ ở đây đó, là nó chỉ con chó là 3 lần, chiếc xe như mấy lần đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng hình ông này vô đây rồi chúng thêm hàng này nữa tính ha. Giờ mở thử cái ông này nè. Ok, bây giờ mình cạo trước cái chest nha, coi có hình ông này không nha, 30 lần nè. Nếu mà có hình ổng trúng cái nhân 30 lần ngon luôn. Tham chút cạo ông này trước. Hình chiếc, đố mọi người hình gì, nhìn thấy không? Chắc không. Thì gốc hình chiếc xe, à không, chiếc xe lửa thì ok, ngon lành rồi. Whatever this, coi cái tiếp nha. Bây giờ mở cái này đầu tiên nha, cào ngay cái nón này. Trời, để chúng có thể lên 60.000 nè, được chưa? 60.000 đó. Thôi, mình không cần nhiều đâu, cần 2-3 ngàn được rồi. Trời ơi, cái gì? There you go, cạo một hàng luôn. Xong luôn cho rồi đi. Thử coi có trúng gì không ha. Ok, đây nè, anh em coi kỹ chưa? Coi đây. There you go. Cái file có thể là 60.000, coi mình có trúng chữ gì không nha. Rồi anh em coi đây ha. Coi trên này ha, coi có trúng chữ nào hay không. Rồi mọi người xem thử đi, hồi rồi tới mình xem nha. Ok, bây giờ mình đã dò tới chữ phi rồi nè. Ở đây chưa có trúng cái nào hết trơn á. Chưa có trúng cái nguyên cái từ nào hết trơn á. Mới có mấy cái chữ ghi vô trong đó thôi. Anh em dò thấy gì không? Mình là bây giờ chưa có thấy gì hết trơn á. Tới chữ P rồi nha. This is P here. Bây giờ còn nguyên dạng dưới này, chữ này. Giờ tiếp nha. Bây giờ mình đã cà ra mấy cái chữ rồi đó. Chữ từ chữ Z tới chữ C rồi đó. Đây you go. Bây giờ còn hàng cuối nha. Hàng cuối chưa có dò. Bây giờ tiếp tục hàng cuối nha. Hàng cuối là chữ N, chữ L này kia đó. Chưa đó. Tiếp tục nha. Thì giọng chúng gì đó. Ok, bây giờ nguyên miếng này đã dò xong rồi ha. Số xiết thì giờ xong hết trơn rồi nhưng mà không có trúng nào cả. Cái chiếc xe này là nhân cho 3 lần. Ở đây mấy cái chữ mình trúng chỉ được có 2 chữ thôi. Không có được 3 chữ, 3 chữ thì mới được 3 đồng á. Nên không thể 3 chữ 3 đồng. Vì trúng mới có 2 thôi cho nên không được 3 đồng. Oh well, không trúng đồng là hết trơn. Một cái ticket về là mua là 3 đồng. Bye bye.